Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay thức dậy, nhiều người dân thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ đã phải rất bất ngờ trước màn sương mù dày đặc hiếm thấy. Khắp nơi mờ mịt, từng tòa nhà hay là từng tán cây cao đan xen nhấp nhô trong màn sương. Chỉ cần đứng cách xa khoảng 10 mét thôi là đã không nhìn rõ được mặt người, khiến cho nhiều người lập tức liên tưởng tới khung cảnh tại Sapa hay là Tam Đảo. Màn sương dày đặc khiến cho 37 chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Nguyên nhân gây ra hiện tượng sương mù dày hiếm thấy như thế này là do đới gió đông nam ẩm đang hoạt động mạnh. Trong đêm nay và sáng mai thì đới gió này sẽ tiếp tục đưa ẩm từ biển vào đất liền, khiến cho tình trạng sương mù dự báo là chưa thể chấm dứt. Nhiều nơi còn quá mù ra mưa, khiến cho mưa nhỏ, mưa phùn nhiều nơi. Phải đến trưa chiều mai, hiện tượng sương mù mới dần giảm bớt khi có nắng lên. Mức nhiệt cao nhất trưa mai ở khu vực Đông Bắc phổ biến từ 25 đến 28 độ, còn với khu vực Tây Bắc ít bị ảnh hưởng bởi gió đông nam, trời nắng từ sớm và mức nhiệt tăng lên ngưỡng 26 đến 29 độ. Với Trung Bộ, gió đông nam chỉ tác động yếu đến khu vực phía Bắc trong đêm và sáng, còn trong ngày thì trời có nắng, cường độ nắng sẽ tăng dần từ Bắc vào Nam, với mức nhiệt cũng sẽ tăng theo. Ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì mức nhiệt cao nhất vào khoảng 26 đến 28 độ. Khu vực Quảng Bình trở vào đến tận Bình Thuận, mức nhiệt tăng nhanh lên mức là 29 đến 32 độ, trời ấm áp. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ít mây, nắng sớm, thời gian nắng dài làm cho nền nhiệt trong ngày mai tăng cao. Với khu vực Tây Nguyên, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên 29 đến 32 độ. Còn khu vực Nam Bộ, nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 34-35 độ. Trên biển, thời tiết đáng lưu ý nhất trên toàn bộ Biển Đông trong đêm nay và ngày mai vẫn là tình trạng sương mù và sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới 1 km trong sương mù. Với khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió đông đến đông nam khoảng cấp 3, cấp 4, còn khu vực huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc khoảng cấp 4. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 2 tháng 2 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!